À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến à, vậy là giá cô đôi đã hiện về và tiếp theo thì à, cô đôi sẽ thể hiện cái quyền năng của mình như thế nào để cứu vớt cuộc đời của con Lan cũng như là con Lan sẽ làm sao để tiếp tục đi trên cái bước đường tu luyện dưới ghế của cô chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 6 của ghế cô đôi tác giả Trung Kênh để tương tác trực tiếp với tác giả các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán dưới phần mô tả của video Chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo, độc giả và khán thính giả hơn nữa Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tập 6 gian phòng đang quay sang nhìn nhau vì không hiểu xảy ra chuyện gì con lan vừa dứt lời thì bỗng nhiên nó ngồi phịch xuống giường mà khoanh chân lại đưa một tay lên đỉnh đầu ai nấy đều cực kỳ khó hiểu tay còn lại của nó bỗng nhiên múa lên không trung làm động tác như đang bắt ấn nó đưa tay lên múa mọi người lại càng thêm ngỡ ngàng thậm chí nến thở con lan múa may một lát rồi bỗng nhiên nó mấp máy môi như đang hát gì đó hai tay của con lan khua khoắng vừa múa vừa hát chẳng ai hiểu nó đang làm gì cả vừa nãy cách đây vài giây nó còn như là con quỷ lên cơn động kinh đòi vật đòi giết đòi gào đòi thép thế nhưng chỉ vài giây sau nó như đã trở thành một con người khác hoàn toàn vậy con lan cứ thế hát lẩm bẩm rồi nó nhắm mắt lại nó nói khe khẽ có cô đôi về đây rồi có cô về đây ghế con đừng sợ dứt lời nó buông tay ở trên đỉnh đầu mình ra bàn tay kia đang múa may cũng buông thõng xuống con lan thở hắt ra một hơi thật dài rồi bất ngờ đổ uỵch xuống nằm im bất động làm cho tất cả mọi người im lặng cơ thể của con lan giật lên thằng long trợn mắt bây giờ nó cũng đang quan sát tình hình trong lòng đang nóng như lửa đốt nó nhìn thấy em mình bây giờ đổ vật ra thì lo lắng đến cực độ nó chạy tới đỡ lấy con lan em ơi mày, mày làm sao rồi lan ơi làm sao đấy con hằng trông vậy cũng hòa khóc mọi người thấy con lan nằm im không còn biểu hiện nguy hiểm nữa thì cũng từ từ tiến lại. Thằng Long lay lay vai con Lan. Con Lan đôi mắt nhắm nghiền. Nó cứ ở lên mấy cái rồi lẩm bẩm. Cô ơi, cô ơi, cứu con, cứu con. Không, mày là vợ tao. Mày không thoát được. Tao giết, tao giết hết. Đứa nào dám ngăn cản. Ma quỷ to gan có biết ta là ai không sơn tinh công chúa ta đây dám làm hại ghế ta sao con lan cứ vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm lung tung ở trên cổ trên người nó bây giờ mồ hôi lạnh vã ra như tắm thằng long bảo con hằng phụ một tay đỡ rồi rút điện thoại quyết định gọi báo về nhà chứ để như thế này thì không ổn có khi em gái của nó còn nguy hiểm đến tính mạng chứ chả chơi thằng long bấm máy gọi cho chú lân. Bây giờ cũng đã gần 4 giờ sáng những tiếng tút tút vang lên thằng long đi lại lo lắng alo tiếng của chú luân uể oải thằng long vội vã bố bố ơi bố con, con bé lan con bé lan xảy ra chuyện rồi bố ơi ở đầu dây bên kia bất chợt yên lặng mọi người ở trong phòng trọ lắng tai nghe rồi nghe tiếng của chu luân nói như quát cái gì chuyện gì mày đang ở đâu? Thằng Long lắp bắp con, con đang ở bên phòng trọ của em nó Lúc này con bé Hằng gọi Con từ bên Gia Lâm sang Bố ơi bố Con là nó bị ma nhập rồi bố ơi Thế rồi Thằng Long thuật lại một lượt tình hình Của em cho chú Luân nghe Chú Luân lập tức gọi vợ Hai người bàn bạc mấy câu Bây giờ mày thuê xe ô tô đưa nó về ngay Để tao nhờ thầy Tân tới cứu Khổ oh, thế còn ơi là con Ở đầu dây bên kia có tiếng thèo thào như là của ông cụ lương bà Thoa trước tức là ông bà nội của thằng Long thằng Long gật đầu vâng dạ rồi tắt máy quay sang nói với mọi người các anh các chị cho em xin số taxi ở đây với hằng nay nghỉ học được không phụ anh đưa con Lan về quê chứ để như thế này thì không ổn tí nào khỏi đi xe của tôi đi anh Hùng cất lên một tiếng làm cho mọi người xì xầm đúng rồi có, có 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 xe của anh Hùng nữa ở ừ, xe xe của anh Anh Hùng nhìn con bé cùng xóm Đang làm nhảm Ánh mắt của anh thương cảm lắm Đi xe tôi Tôi chạy taxi Không có tiền nong gì hết Tôi giúp anh Đi Thế đi luôn hay thế nào Thằng Long bẩn thần mất mấy giây Không ngờ là anh chị em ở xóm trọ Lại đối tốt với em gái của nó thế Dạ Thế thì đi về luôn anh ơi Thôi thế Thế, thế, không được đâu Anh chở chúng em về Hải Dương hết bao nhiêu em gửi ai, ai, lại làm phiền anh như thế Anh Hùng khẽ cười Bảo anh cũng coi con Lan như em gái Bây giờ nó gặp chuyện Anh ở trong xóm Làm sao mà lại không giúp Rồi không đợi cho thằng Long nói gì nữa Anh nhanh chân chạy ra đầu đường Đánh xe ô tô đang gửi ngoài bãi vào Con Hằng thì sắp xếp đồ đạc Chị Dung nghe thế như vậy cũng bảo Tôi đi nữa Tôi, tôi cũng muốn đi Thằng Long gật đầu cảm ơn Bây giờ mọi người cũng bu lại xem xét tình hình của con Lan Rồi giúp con Hằng thu dọn Có mấy người không ở lại nữa Cũng kéo nhau về phòng Ánh đèn điện vụt sáng Cuối cùng thì cũng có điện Chị Dung chạy về phòng chuẩn bị đồ xong xuôi Lúc chạy sang thì cũng là lúc Anh Hùng lùi xe ô tô vào đến cổng Tiếng còi ô tô vang lên Mọi người mỗi người một chân một tay Giúp thằng Long Dìu con bé Lan ra ngoài cổng Chị Dung ngồi ở ghế trước Ba người ngồi ở đằng sau Kẹp con Lan ngồi ở giữa Nó cứ nhắm nghiền mắt Lúc xưng tao, lúc gọi mày Lúc thì xưng là cô Tình trạng của nó hỗn loạn lung tung Lúc thì khóc, lúc thì cười Có lúc thì nắm chặt tay nghiến răng ken két Nói chung là bây giờ loạn xì ngầu Chiếc xe ô tô con chở con Lan từ từ lăn bánh khỏi con ngõ 13 Bỏ lại sau lưng là cây chi si già Ở trong xóm cùng với bà béo đứng nhìn thở dài. Ôi trời ơi, mong là sẽ ổn. Xe cứ thế đi một mạch nhanh chóng, không nghỉ. Hai tiếng đồng hồ cũng về đến sông Luộc, thị trấn Ninh Giang. Từ trên bờ đê, thằng Long nhìn xa xa về ngôi nhà của mình, vỗ vai em gái. Em ơi, em ơi cố lên, sắp về đến nhà rồi, Lan ơi. Đoạn thằng Long chỉ đường cho anh Hùng Cua xe rẽ về ngôi nhà nhỏ Lúc vào trong sân Trời đã tờ mờ sáng Ở nhà đèn điện cũng đã bật sáng trưng từ bao giờ Bố mẹ đứng ở bên hiên Ông bà nội cùng với một vài người nữa Ngồi trong nhà Thầy Tân lập tức bước ra Anh Hùng mở cửa xe chào hỏi rồi phụ thằng Long Đỡ con Lan đang mềm hoạt như cọng bốn ra ngoài Cô Thu vừa nhìn thấy con thì khóc rú lên Con ơi là con Ôi dồi ôi Chú Luân cũng vội vàng chạy tới Ông bà nội con Lan nhìn sang thầy Tân Bằng ánh mắt đầy cầu khẩn Thầy Tân bước xuống xem xét tình hình một lượt Nhìn túi lá bùa của mình Vẫn còn đeo trên cổ của con bé Mà đầy ngạc nhiên Đưa cháu nó vào trong nhà mau lên Không ngờ cái con vòng này nó kinh khủng như thế Để xem tôi làm lễ Gọi ra tiền về trục nó ra Nó vẫn ở trong người con bé đấy Nói xong Mọi người liếu diếu khiêng con Lan từ xe vào nhà Thầy Tân bảo cô Thu mau chóng Chạy một cái chiếu trước ban thờ nhỏ Rồi bảo mọi người đặt con Lan giữa nhà Thắp cho sáu nén nhang Năm nén cắm năm bát trên bàn Một nén đưa đây Chú Luân lập tức thắp nhang Anh Hùng, chị Dung và con Hằng Thì xách đồ đạc xuống xe Rồi ngồi cùng mọi người theo dõi thầy Tân làm việc Thầy Tân lấy từ trong tối cũ mềm của mình ra Một vài đồ nghề thầy với tay lên trên ban thờ cầm một chén rượu trắng rồi bất ngờ hất vào người con lan miệng lầm rầm con lan đang nằm yên lặng sau khi bị thầy hất rượu bỗng nhiên nó vặn vẹo nó co rúm lại quắp mười đầu ngón tay như bấu chặt xuống cái nền nhà mà rít lên bằng cái âm thanh ghê rợn từ nãy đến giờ tao giết chúng mày tao giết chúng mày con Lan vừa nhắm mắt lại Vừa chửi Ông bà bố mẹ nó thì kinh hãi Thầy Tân đốt lên một lá bùa vàng Thầy khua từ đầu đến chân con Lan Rồi vứt bỏ Cho đỏ vào bụng nó Hất tàn cho mù mịt Yêu má to gan Thế tao xem mày ghi gớm đến mức nào Nói xong Thầy cầm nén nhang ở trên tay Vái trước ban thở ra tên Thầy vụt nén nhang còn cháy đỏ đào vào người con bé Cũng vặn vẹo Mày ra ngay Mày ra ngay cho tao Tao đánh cho mày biết Tao đánh cho mày tan hồn lạc phách bây giờ Thằng danh con này Thầy Tân vừa quát Vừa vụt Con Lan nằm vặn vẹo thì bất ngờ nó trợn trừng mắt Nó dướn cổ lên Nó vùng dậy Đôi mắt long sòng sọc Đoạn nó ngồi bó gối lại thấp cho chết đó là vợ tao Là vợ tao Tao phải bắt nó Tao phải bắt nó Tao bắt nó Cô Thu nghe thấy câu này thì kinh hại lắm Cứ thế mà vái nấy vái để về phía ban thờ Như thế sao Trời ơi là rồi Ông bà tổ tiên ơi Về đây xem đây này Về đây mà cứu con Lan đây này Ông bà tổ tiên ơi Trời ơi Ông thầy Tân trợn mắt Thầy đưa tay ra bất ngờ Chấm cái đầu nhang đỏ rực lên chữa Giữa chán con Lan Đứng trước ta mà còn dám làm càn à Tao xem mày chịu được bao nhiêu lâu Con Lan gầm gừ Bị que nhang dí vào chán thì rú lên Sau cả bọt mép nhễ nhại Mà nghiến răng nghiến lợi trời rùa Thầy Tân bỏ que nhang Thầy lấy cái mõ đồng ở trong tối Hướng về bên ấy mà gõ công cốc công cốc Thầy vừa gõ vừa khấn khai khẩu khai khẩu con lan vừa chửi loạn thì bất ngờ đưa tay bịt tay ngã ra đất quần quại rồi giấu lên tao nói tao nói đừng gõ nữa đừng gõ nữa thầy tân nhíu mày thầy vẫn không dừng mà gõ mỗi lúc thêm dồn dập mày là ai mày ở đâu sao lại bám theo con bé con lan vật ra rít lên nó tựa hồ cứ như là bị điện giật Tao Tao chết Ở gốc cây xì Tao Tao là bộ đội Tao là bộ đội Mọi người tròn mắt nhìn nhau Thầy Tân đã khai khẩu được cho nó Con Lan nói ra được mấy câu như vậy Thầy trợn mắt Thầy đưa tay bấm đổn Rồi chỉ con Lan Hỗn láo Lại còn bịp à Mày chết cả trăm năm rồi thành quỷ rồi chứ bộ đội cái gì mày không phải là bộ đội, mày chết lâu rồi. Con Lan đang bị tai lăn lộn, nghe thấy thầy tân nói câu này, thì bất ngờ rít lên, nó cười sằng sặc, rồi nói ra một câu, làm cho ai nấy cũng lạnh toát cả người. <laughs> mày giỏi lắm, nhất định tao phải bắt được nó đi. <laughs> Tiếng cười của con Lan làm cho ai nấy kinh ngạc Mặc dù nó đang tỏ ra đau đớn Khi nghe những tiếng mõ đồng Mà thầy tân khó ấy thế nhưng Khóe miệng của nó vẫn cứ ngoạc ra Mà cười sẵn sảng. Dị hợm khó hiểu Ông thầy tân không nói không rằng Ông lấy từ trong túi đồ nghề của mình Ra một đoạn chỉ đỏ Một tay thầy nhanh như cắt Chộp lấy cổ tay trái của con Lan Con Lan vằn mắt Còn chưa kịp phản ứng thì tay kia của thầy cầm lấy sợi chỉ Mà thoan thoát quấn lại mấy vòng thật chặt Ai nấy xung quanh đều phải tò mò Con Lan gào lên đau đớn Ông thầy Tân quấn mấy vòng như làm phép Rồi tốm lấy tay còn lại của nó Mà tiếp tục buộc lại Thắt nút cho thật chặt Đôi tay của con Lan Vậy là bị thầy dùng sợi chỉ đỏ trói lại Thầy cầm lấy cái mõ đồng Mà tiếp tục gõ công cốc con lan đang ngoác miệng cười thì im bặt nhìn sợi chỉ mỏng manh trên cổ tay mình mà nghiến răng ken két cố dùng sức mà giằng ra tiếng mõ đồng ngân lên chói tai con lan bị thầy tân dùng chỉ đỏ buộc lại bây giờ không thể đưa tay lên bịt tai được nữa điều lạ ở chỗ là sợi chỉ ấy mỏng manh nhưng khi đã quấn vào cổ tay của con lan thì hai tay của nó như trúng phép cứng đờ đờ Đôi mắt của con Lan vằn vẹn Nó nghiến răng ken két Mày Mày Tao nói Tao nói Đừng gõ nữa Tao nói Ông thầy Tân nhíu mày Thầy dừng gõ mõ Thầy cầm que nhang đang cháy dở Chỉ vào mặt nó mà khảo Biết sợ hả Sợ thì khai khẩu cho tao Con Lan rít lên hờ hờ ngước nhìn thầy Tân đầy vẻ tức giận. Tao chết lâu lắm rồi. Tao chưa có vợ. Tao là con báo hổ vùng Hoàng Mai. Năm xưa tao bị bệnh hồi rồi chết. Thầy tao chôn tao lập mộ dưới gốc cây già. Sau này chiến tranh càn quá mộ tao bị phá nhưng cốt tao vẫn bên dưới gốc cây Tao vẫn trốn ngủ ở đây Ngày xưa khu đấy Toàn là cánh đồng mà thôi Con Lan vừa khai khẩu Vừa rên rỉ Thầy Tân khẽ gật đầu Thầy tiếp tục hỏi nó Thế tại sao mày theo con bé này Mày có biết là mày hành cho nó sống giả chết giả rồi không? Mày có muốn thầy đánh cho mày tan hồn tan vía đi không Cơ thể của con Lan run rẩy, Thế nhưng nó nhếch mép cười Nụ cười như chế nhạo câu nói vừa rồi của thầy Tân Sống giờ chết giờ à Ít là mục đích của tao mà Mày chế ngự được tao Nhưng còn lâu Còn lâu tao mới thả cho nó Tao ở đây cô độc cả trăm năm rồi nó nhìn thấy tao Nó hợp với tao Nó còn thích tao lúc tao hiện về trong mơ cơ mà Tao muốn bắt nó về làm vợ Ở lại gốc cây để phục vụ cho tao Mày giỏi thì mày đánh đi Mày đánh đi Để xem đến lúc trục được tao ra rồi Nó có tình lại được không Con Lan trợn mắt Khuôn mặt của nó bây giờ toát lên vẻ hiểm ác vô cùng thầy tân thoáng chốc kinh ngạc thầy nghĩ trong đầu nó chết từ lâu rồi nó cũng đã trú ngụ hấp thu âm khí ở cây si dễ cũng phải đến cả vài trăm năm đã thế nó lại còn được hưởng hương hỏa cúng bái người ta thi thoảng thắp cho nó đã biến thành quỷ thành tinh chứ không phải chỉ đơn giản là vong hồn bình thường nó cũng không hề sợ hãi những lời đe dọa những bùa phép của thầy đã cho con Lan phòng thân. Nếu như bây giờ mà thầy còn tiếp tục mạnh tay với nó, không biết chừng đến lúc chưa kịp trục nó ra, thì chính thân thể và linh hồn của con Lan cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Cơ thể của con bé bây giờ yếu lắm. Lần này đúng là thầy đã gặp phải thứ dữ rồi. Trong lòng của thầy Tân, nóng gian như lửa đốt, thầy nén một hơi thở dài. Được lắm! Để tao xem mày cứng đầu được bao lâu Dứt lời thầy Tân vừa nói Vừa làm liều Thầy đặt cái mõ đồng ở trên tay mình xuống đất Dùng rồi gõ lên công cốc Tay kia thầy cầm que hương đỏ vung lên Thầy vụt tới tấp vào má Và mặt con Lan Không một chút nào dọa nạt Cũng không hề nhượng bộ Tàn nhang cứ vương vãi tứ tung Con Lan rú lên thảm thiết Nó ngã bật ngửa ra đất mà lăn lộn Sồi cả bọt mép Ai nấy lúc này đều kinh hãi Nhìn con Lan bây giờ không khác nào người bị lên cơn động kinh Cổ thù mẹ nó lo lắng Nếu tay hỏi chồng Anh ơi liệu, liệu có ổn không Chú Lân yên lặng Lắc đầu tỏi cũng không biết Rồi hiệu cho vợ tiếp tục theo dõi tình hình Một lúc lâu sau Trong khi mà thầy Tân vẫn đang cố gắng Làm mọi cách để trục con quỷ ra Mồ hôi ở trên mặt của thầy đã chảy ròng ròng con Lan bất ngờ trợn ngược mắt, nó không còn chửi rủa, không còn kêu gào, không còn vật vã ngấu nghiến nữa. Nó nằm thẳng cẳng bất động gục đầu. Ai nấy nhìn nhau, chị Dung cũng lắp bắp. Sao, sao lại? Sao lại? Anh Hùng quay sang lo lắng hỏi thầy Tân. Nó 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 ngất rồi thầy. Thầy Tân cũng dừng tay, con Lan cứ gục đầu ở đó mái tóc lòa xòa không nhìn rõ mặt mỗi thầy cũng thoáng chốc lo lắng thầy cúi đầu xuống gần định vén tóc nó kiểm tra xem thì con lan đang yên bặt bỗng nhiên giật lên đùng đùng toàn thân của nó vặn vẹo lên từng chập cả nhà đang xuống vào xem ai nấy cũng bị nó làm cho sợ đến hết hồn hết vía con lan ngẩng mặt nhìn thầy tân nó lại nhoèn miệng cười Khóe miệng của nó ngoác to ra Nó cười một cách kỳ lạ Rồi lẩm bẩm Nước bọt trong mồm của nó nhẹo ra Nhễ nhảy <laughs> Mày không chụp được tao đâu Mày không chụp được tao đâu <laughs> con lan giọng mệt mỏi nó khỏi khè ngắt quãng thở không ra hơi nhưng miệng của nó vẫn cười một cách khó hiểu thầy tân chứng kiến một màn này thì mặt đỏ tía tai cả nhà đều hốt hoảng những tưởng rằng vừa rồi nó đã bị thầy đánh cho ngất lịm thế mà bây giờ nó tỉnh lại mà không những nó tỉnh lại mà nó còn cười hành hạch quái gì thầy tân như bây giờ không còn giữ được bình tĩnh nữa thầy sử dụng toàn bộ khả năng của mình Thế mà vẫn không tài nào trục được cái con quỷ cứng đầu này ra Con này nó mạnh thế Nếu như bây giờ tiếp tục đánh nó nữa Thì e rằng bản thân con Lan Có khi cũng lại trở thành người không bình thường Vì tổn hại đến hồn vế Thầy Tân hai tay nắm chặt vào nhau Con Lan đang cười trong thế thầy Tân như vậy Thì gân cổ cười mỗi lúc một lớn Bà nội con Lan rơm rớm nước mắt Vừa quay lên ban thờ ra tiên vừa chắp tay khấn vái không ngừng ông bà tổ tiên ơi ông bà ông vải ơi về đây mà xem cứu cháu nó với khổ quá ông bà ông vải ơi <laughs> ông cụ lương cũng vái lệnh ông hướng về phía tấm di ảnh của mẹ mình mà cầu mong cụ sống khôn chết thiêng cụ về đây vuốt ve che chở bảo vệ cho đứa chắc Gia đình ông kể từ khi gửi cụ lên trên chùa Hàm Long đến nay Thì cũng không còn xảy ra sự gì đáng lo ngại Thế nhưng Vừa mới trôi qua cái dỗ thứ ba của bà cụ Đón cụ từ chùa về nhà Thì con Lan lại gặp chuyện Nó mới ở quê tĩnh dưỡng khỏe Ổn định lại được tinh thần có mấy hôm Chiều hôm qua còn được bố nó đưa ra bến xe Bắt xe lên Hà Nội Tiếp tục học hành còn răng rào Thế mà bây giờ lại phải bị đưa về nhà, thân tàn ma dại. Ông cụ lương nhìn ban thờ, rồi nhìn thầy Tân, ánh mắt cầu khẩn. Ai nấy cũng quay sang nhìn. Mọi thứ đều đổ dồn về phía thầy. Thầy Tân đâm chiêu, đi đi lại lại như đang suy nghĩ đắn đo lắm. Bất giác thầy nói, Người giỏi lắm, thôi được rồi, bây giờ ta không đánh người nữa. Ta muốn trao đổi, chịu không? Con Lan nằm rôn rôn dày dày Đôi mắt của nó không còn thấy con ngươi Nó ngoác miệng ra cười Nghe thầy Tân nói vậy Nó thều thào <laughs> Mày hết cách rồi Mày hết cách rồi Trao đổi à Mày muốn tao trao đổi gì Thầy Tân yên lặng Mọi người trong nhà cứ thế nhìn theo thầy nghe thấy thầy nói trao đổi thì chẳng ai hiểu là thầy muốn gì thầy tân nghĩ nghĩ một hồi thầy nói tao biết là khó mà chục được mày ra ngoài mày cũng nhất định là không buông tha cho con bé lan tao không muốn mạnh tay với mày nữa nhưng tao có đề nghị xem chừng tốt cho cả hai bên mày nghĩ làm sao con Lan khẽ nghiêng nghiêng đầu Nghe xong câu này của thầy Nó nghi ngờ Đề nghị gì Hả Ông thầy Tân thấy con quỷ hứng thú với đề nghị của thầy Thì trong lòng như ánh lên một tia hy vọng Hình như chiến thuật mới này của thầy Đã phần nào phát huy được tác dụng Khuôn mặt của thầy Cố gắng kìm nén một tia mừng rỡ Không cho nó phát hiện Tao chuẩn bị cho mày con hình nhân Thật đẹp xuống làm vợ đốt thêm cho mày cả đống hình nhân làm ra nô tùy tòng cho mày thêm quần áo tiền vàng voi ngựa kiệu thuyền thêm nhà cửa thật to thật rộng nữa mày nghĩ làm sao mày hà tất phải lôi bằng được con bé này đi mà phạm vào tội nghẹt, không biết chẳng rồi còn bị âm phục tìm tới mà luận tội bắt đi âm ty tao biết cả trăm năm rồi Mày cũng cô khổ Mày không có được ai thở cúng đến nơi đến chốn đàng hoàng Cho nên nghĩ xem Những thứ tao vừa nói có được không? Thầy Tân nói xong nhìn nó nhíu mày Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước cách làm có phần nhún nhường này của thầy Con Lan đang cười nghe thầy Tân nói vậy Nó từ từ yên lặng Nó đảo mắt một vòng xung quanh khắp nơi Một lượt như tính toán đầy ma mãnh. Thì ra là thế à. Vậy là mày muốn trao đổi à. mày nghĩ chừng đó để đủ đổi lại cái mạng này à. à... Con Lan cười khanh khách, thầy Tân ngập ngừng. Quả thật con quỷ này vô cùng danh ma. Những thứ thầy vừa đưa ra hoàn toàn thuyết phục bất kỳ cô hồn giá quỷ vất vưởng nào ấy vậy mà xem chừng ngân đó vẫn chưa đủ để xoay chuyển tình thế đối với con quỷ từng đã là cậu ấm là quý tử của nhà báo hộ có tiếng ở vùng hoàng mai thầy đăm chiêu suy nghĩ đoạn thầy nói nếu mà còn chưa đủ ta bảo với hàng xóm xây cho ngươi thêm một ngôi miếu thờ Giữa gốc cây xây hàng tháng cứ đến ngày giảm mùng một thì gọi tên ngươi khấn cho ngươi đàng hoàng tử tế mà thờ phụng Ta cũng đích thân dựng cho ngươi pho tượng Đặt trong miếu thờ cho ngươi ngự Có miếu có bàn thờ đàng hoàng Rồi có thêm cả những thứ ta gửi xuống Từ nay xem chừng Ngươi không khác gì tiểu thân Tiểu bá chỗ của vong Đúng chữ ạ Tất cả những thứ này ta muốn trao đổi Đủ chữa Ta chắc là ngươi cũng chưa từng dám nghĩ có ngày được người ta thờ phụng đến mức như vậy. Ta nghĩ ngươi phải cân nhắc lời đề nghị này của ta mà tha cho con bé. Ngươi cân nhắc cho thật cậy vào. Thầy Tân liếc nhìn nó, ánh mắt đầy sức nặng. Cách nói vừa rồi của thầy nhốn nhường. Nó giống như đang cho nó cả và cả cho thầy một đường lôi. ấy thế nhưng dường như trong đó cũng có cả tê đe dọa. Nó giống như một nửa xuống nước một nửa lại phát ra sự uy phong. Nếu bây giờ mà con quỷ không nhường bước, vẫn tiếp tục cứng đầu, không chấp nhận lời đề nghị này của thầy, xem chừng nó chẳng được cái gì, mà trái lại sẽ làm cho hỏng việc. Dù sao, đây cũng được coi là một đề nghị rất có lợi với nó. Ở đây cũng là nhà của con Lan, có thầy Tân ở đây. Có linh lực của gia tên tiền tổ con Lan ngự ở đây nó cũng không thể nào tác oai tác quái quá phận mà kéo con lan đi được con lan gật gù một hồi đôi mắt của nó đảo như răng lạc tất cả lúc này đều im lặng chị dung anh hùng thằng long hồi hộp đến không cả thở mạnh rồi bất ngờ con quỷ ngẩng lên nhớ lời mày nói đấy thầy tân đang lo lắng chờ đợi câu trả lời nghe con lan nói vậy thì như đặt được cả một tảng đá trong lòng xuống Thầy gật đầu Nhất định Tao sẽ gửi mọi thứ bây giờ cho mày Chỉ cần mày buông thả cho con bé Con Lan nhìn thầy chăm chăm Tao không dễ bị dụ đâu Tao chấp nhận Nhưng trước tiên mày phải cởi trói cho tao Thầy Tân gật đầu đồng ý Thầy biết có lẽ thầy đã cứu được con Lan rồi Thầy lấy trong túi vải ra một con dao bổ câu cắt sợi chỉ đỏ quấn ở cổ tay của con Lan, rồi quay sang. Cô Thu, à, phiền chuẩn bị cho tôi à, mâm xôi gà, lễ lạc để cúng cho vong. Trời cũng sáng rồi, ra chợ mua cho tôi hình nhân to vào. Nữ, giống như người thật thì càng tốt, trang điểm đẹp vào. Hơn chục con hình nhân nhỏ, dài gái đủ cả nha. Tiền vàng quần áo nhà lầu voi ngựa thuyền kiệu, để tôi còn làm lễ nha. Cô Thu nghe đến lời của thầy Tân thì văng văng dạ dạ, lập tức lật đặt chạy ra sân, nổ xe máy, phóng đi chợ. Chị Dung và con Hằng cũng nhanh nhậu xin đi theo. Con Lan sau khi được thầy Tân cắt chỉ tay chói thì cười đặc trí. Nó thấy thầy dặn dò cô Thu như thế thì làm bộ vuốt vuốt tóc, tỏ ý hài lòng. Nó ngồi khoanh chân ở giữa nhà, rung rung đồi đứa nào có thuốc lá châm cho tao một điếu cả rượu nữa mang ra đây máu lên mấy người nhìn nhau thầy tân ra hiệu cho anh hùng với thằng long chiều theo ý nó anh hùng nhanh nhẩu mang chạy ra xe ô tô của mình lấy bao thuốc thằng long châm lửa mồi cho nó một điếu nó ngồi hút phì phèo như đàn ông thật thằng long cũng vội vàng lấy chai rượu đấy từ trong buồng ra vừa rót rượu ra cái chén hạt mít còn làn nằm cành luôn ra chiếu nghiêng người chống tay gân cổ trợn mắt lấy cái chén to vào rót nhiều vào cả trăm năm rồi cậu mày chưa được uống đi đoạn vừa chống tay vừa nằm nhà khói phà phà trong gương mặt của nó bây giờ thỏa mãn hứng thú lắm thằng Long vừa rót rượu vừa run run nhìn thằng Long bây giờ không khác gì là gia nô đang hầu cậu chủ con Lan cầm cái cốc thủy tinh ngửa cổ lên đốc cạn khà một cái sảng khoái rồi đưa tay uốn éo hát vừa hát vừa múa múa trông ra chiều lắm <laughs> hồng hồng tuyết tuyết mới Mười... ngày nào chưa biết cái gì chi, chi tung 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 cắt cắt tung con Lan cứ ngồi hát một mình Rồi đoạn cười sằng sặc Cả nhà ai nấy đều im phăng phắc Thằng Long thấy nó nốc cạn rượu Rồi lại mau chóng bồi thêm một cốc nữa Lùi ra đằng sau Ghé tay thầy Tân Thầy ơi nó, nó hát cái gì đấy Thầy Tân vuốt dâu Đoạn đáp Cả chầu đây Các cụ ngày xưa gọi là hát á đào đấy Thằng này năm xưa đúng là cái loại công tử Còn nhà quyền thế Xong thầy cũng im lặng nhìn nó vừa nằm vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa hát con lan cứ nốc hết cốc này đến cốc kia bảo thằng long rót cho lưng lên tục uống rồi ngửa cổ lên trần nhà mà cười sằng sặc khoái trá chu lần kéo thầy tân ra ngoài tình hình thầy ơi liệu liệu con bé sẽ tỉnh chứ ạ thầy tân gật đầu bảo cứ yên tâm nó đã chấp thuận với lời đề nghị của thầy thì cũng chiều nó một tí để cho nó vui vẻ mà buông tha cho con bé lan chú luân cũng lo lắng nhưng bây giờ biết làm gì ngoài việc gật đầu thầy tân hướng mắt ra con đê ngoài bờ sông mà chờ đợi bấy giờ cô thu chị hằng cũng đi ra chợ được một lúc lâu ở trên đỉnh đầu bầu trời tối đen bây giờ cũng đã tỏ một hồi sau trong lúc con lan vẫn còn đang nằm hát ý éo ở bên trong nhà bên ngoài lúc này thầy tân đang đi lại chờ đợi nghe thấy ngoài cổng có tiếng xe vang lên lạch cạch một người đàn ông lạ mặt lái cái xe máy kéo cũ nát chở theo một đống đồ khổng lồ toàn là vàng mã hình nhân vào bên trong cô thu chị dung con hằng cũng nối đuôi theo mọi người thấy họ về thì mừng rỡ vội vàng chạy ra con lan đang nằm chống tay nhìn thấy không biết cơ man nào là vàng mã nào là đồ cúng thì cười the thế vui sướng ông chở hàng lối hối bê xuống xe một con ngựa bằng giấy đỏ nghe thấy có tiếng cười vang lên thì tò mò nhìn vào trong nhà xem là có cái sự gì vừa nhìn bộ dáng của con lan ông bến sắc ôi ôi cái 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 gì thế này thầy tân vẫn cứ vỗ vai bảo ông yên lặng đừng có hỏi nhiều Rồi mau chóng Nhận tiền mà rời đi Ở dưới gian bếp Lúc này xôi gà lễ lạt cũng được Ông cụ Lương và bà cụ Thoa chuẩn bị xong xôi đầy đủ Thầy Tân cùng anh Hùng Thằng Long Nhanh chóng đỡ hết đống voi ngựa kiệu thuyền Hình nhân xuống bên dưới Bảy la liệt Thầy kiểm tra tất cả một lượt xong xôi Cụ Thù cũng chuẩn bị đúng như lời thầy dặn Trong số vàng mã Mà bà mua về Còn có cả một con hình nhân nữ Áo trắng tóc đen dài được trang điểm lòe loẹt kỳ dị con hình nhân làm y theo lời của thầy tân đây cũng chính là thứ sẽ làm vợ của con quỷ thay thế cho sinh mệnh của con lan thầy gật đầu tỏ ý ưng bụng đoạn thầy nói được rồi làm ngay thôi nói xong thầy bảo cô thu chuẩn bị cho thầy một cái chiếu nhỏ trải ra giữa sân gạch một cái bàn nhựa để đặt lễ đồ cúng rồi thầy ngồi giữa chiếu mà khoanh chân nhìn vào trong nhà tất cả đã chuẩn bị xong kính vòng thụ lễ đoạn thầy bắt đầu châm hương cắm lên đĩa sôi trắng thầy gõ ba tiếng mõ rồi nhìn về gian chính của ngôi nhà lầm rầm mọi người đồng loạt chạy ra sau lưng của thầy Còn lan vẫn ở bên trong nhìn ra khung cảnh ngoài trời bấy giờ đã sáng tỏ ấy thế nào mà trong nhà mọi thứ nó vẫn cứ tối đen xì xì đôi mắt của con lan bây giờ sáng rực cả lên nó vừa hát vừa vung vẩy chân mà nhoẻn miệng cười người đầy dị hợm một luồng hơi lạnh từ phía cánh cửa chính tràn ra bên ngoài sân gió thổi làm cho hai cây nến ở bàn lễ lay động như muốn tắt thầy tân bắt đầu cầu khấn thầy khấn lâu lắm thầy vừa khấn như đang vừa nói chuyện với con quỷ Thầy hỏi năm sinh năm mất của nó Hỏi rõ thông tin lai lịch Họ tên đầy đủ Rồi lại khấn xin trời Phật tử bi Siêu độ cho nó như xoa dịu Dỗ dành Con Lan nằm ở trong nhà Sau vài câu nói chuyện với thầy Tân Thì nó nói lên bằng giọng Dinh dít Lúc thì nó cười Lúc thì nó bật khóc Nó chỉ tay quát ra bên ngoài Nó kể cho mọi người nghe Năm xưa nó đã từng giàu có như thế nào Nó đã từng là cậu ấm được người ta nể trọng ra làm sao Nó còn kể rằng ngày xưa Khi nó còn đang ở tuổi phong lưu sung sướng Bị mắc bệnh phong quái ác Tất cả đều sợ hãi xa lánh Rồi để cho nó chết dần chết mòn Mà không hề cảm thấy đau Nó mất dần cảm giác Ngón thân chân ngón tay cứ cụt dần rụng dần Một cách kinh dị Cơ thể bẩn thỉu kỳ quái mổ mưng nhục lắm Bệnh ấy lúc bấy giờ chưa chữa được Chỉ có nằm chờ chết Rồi nó chết một mình cô quạnh Ở trong nhà kho Khi mới có 20 tuổi đầu Thầy nó tổ chức cho nó một đám tang sơ sài Rồi hai người mang xác đó Ra gốc cây xi ngoài đồng mà chôn Tránh dịch bệnh Con Lan kể xong Lại cầm chai rượu lên mà nốc ẩn ực Mọi người nhìn nhau Bây giờ họ hiểu Cố làm sao con quỷ này oán khí lại mạnh đến như vậy Có lẽ cũng vì vậy mà nó muốn bắt con Lan đi xuống coi âm bầu bạn Làm vợ cho nó Thầy Tân nghe nó kể xong thì gật gù, Thầy dỗ ngon dỗ ngọt nó đừng khóc nữa Sẽ gửi cho nó tất cả những thứ lễ lạt Ở bên ngoài sân xuống cho nó hưởng thụ Con Lan sau một hồi khóc lóc Thì ba nén nhang trên đĩa sôi gà Cũng đã cháy được quá nửa Bất chợt nó kêu đói thầy tân bảo cô thu bê con gà luộc ra trước mặt cho nó ăn nước dãi nó dẻo ra tong tỏng. con lan giật con gà ngoạn lấy ngoạn đẻ trợn mắt há mồm mà nhai như con hổ bị bỏ đói lâu ngày con hằng đứng nhìn bạn ăn huých huých vai chị dung eo ơi khiếp sao sao nó ăn khỏe thế mọi lần ở với nhau em thấy cùng lắm nó chỉ ăn được bát chị dung bảo Mày hỏi vớ hỏi vần, Mà nó ăn chứ Con Lan ăn uống được cái gì đâu Nhìn chết khiếp đi được Con Lan ngồi ăn một mạch Hết cả con gà trống to Nó quẹt ngang quẹt dọc Mỡ màng bóng nhảy cả miệng Thầy Tân đứng quan sát tình hình Thầy vừa lầm rầm khấn vái Vừa lấy ra một cái bút xạ Viết ngoạch ngoạc lên lưng con hình nhân nữ áo trắng Dòng chữ gì đó Sau đó rồi hô to Hòa mạng Nói đoạn, thầy ra hiệu cho mọi người gom hết đống vàng mã ở trên sân lại thành một đống to. Voi ngựa, quần áo, kiệu thuyền, nhà cửa. Tất cả những thứ được thầy đốt trước. Ngọn lửa từ từ bốc lên. Con Lan ngồi ở trong nhà trông thấy vàng mã. Bắt đầu được hóa. Thì quăng luôn cả bộ xương gà nham nhỏ ra. Nó quẹt quẹt miệng thòm thèm. Rồi nhìn ngọn lửa đang cháy đùng đùng. Ánh mắt hao háo thầy tân miệng vẫn cứ đang lẩm bẩm lẩm bẩm gì đó tay thầy vừa cầm cái xào tre vừa chọc chọc cho lửa cháy đều có lẽ là thầy đang niệm chú gửi đồ cho con quỷ ngọn lửa đỏ rực bốc lên mỗi lúc một to đống voi ngựa nhà cửa kia đã cháy hết thì thầy tân bắt đầu cho đống hình nhân cả mười mấy con kia vào những con hình nhân nhỏ được hóa trước con hình nhân nữ áo trắng to như người thật được hóa sau cùng nhìn những con hình nhân bằng giấy hình thù giống y như người đang từ từ bốc cháy chúng nó hóa thành than theo ngọn lửa giống như xác người bị hỏa thiêu làm cho ai nấy có cảm giác kỳ quái lắm con hình nhân nữ cuối cùng cũng cháy xong ngọn lửa dữ dội cũng bùng hết yếu dần yếu dần thầy tân nhíu mày nhìn vào trong nhà mà nói mã đã gọi xong ngươi còn muốn nói gì không những gì chúng ta giao hẹn đã đầy đủ ngươi buông thả cho con bé được rồi con lan nhếch mép cười nhìn ra bên ngoài toàn bộ quá trình làm việc của thầy tân nó đã quan sát hết nó gật đầu tỏ ý vừa lòng rồi ngửa cổ lên mái nhà mà cười lớn không ai nói thêm điều gì nó cũng im rồi bật lăn ra đất dãy đành đạch làm cho mọi người kinh hãi hết cả hồn. Một cái bóng đen từ trong cơ thể của nó bay phột ra. Một luồng hơi lạnh toát như là âm khí. Từ trong ngôi nhà nhỏ lùa ra bên ngoài. Thầy tân trợn mắt. Thầy chỉ kịp nhận ra con quỷ bay ra người con lan. Thì lập tức túm lấy túi đồ nghề của mình. Mọi người không ai hiểu được tình hình ra làm sao. Thầy Tân móc ra một cái gương bát quái, một tấm vải lụa đỏ được gặp sẵn gọn gàng tấm vải lụa được thầy mở bung thầy tân lao vào nhà long cầm lấy cái gương đứng trước cửa chặt bên ngoài mà hầu lên tất cả ngạc nhiên không ai biết là ông thầy định làm gì nhưng xem chừng việc ấy là khẩn trương lắm thằng long cầm cái gương bắt khoái trong tay của thầy nó chạy lên bậc cửa rồi chẳng hiểu mô tê gì nhưng nó vẫn đứng án ngữ cầm gương ngoảnh thẳng ra sân thầy tân lập tức phủ tấm lụa lên người của con lan che kín mặt nó cụ lương thắp cho tôi nằm nén nhang mỗi nén cắm ở một bát ông cụ hiểu chuyện đi vào bên trong nhà châm lửa đốt hương mọi người đứng ngoài sân thấy nó không được bình thường thì cũng kéo nhau vào trong nhà Cổ thu ôm chặt lấy con lan định kéo tấm lụa đỏ ra mà nức nở gọi con con ơi là nơi Nó tỉnh tỉnh chưa thầy ơi Thế này là thế nào thầy ơi <laughs> Thầy Tân vội vàng gạt tay bà ra Không được Không được bỏ cái khăn ra đầu Cô Thu giật mình rụt tay lại Chú lần lúng túng Thầy ơi đây là Mọi người tập trung nhìn thầy Thầy bảo thằng Long cứ đứng yên án ngữ Chỉ cái gương bát quái ra bên ngoài Tôi lửa nó con hình nhân kia làm sao mà thay được con lan đi Mọi người ồ lên Đồng loạt lo lắng Ở bên ngoài cửa Con quỷ bay ra Giữa nhà xuất hiện cơn gió kỳ quái Gió cuốn tất cả những tàn lửa lốm đốm Cứ bay lơ lửng theo hình vòng tròn Trông thật dị hợp Thầy Tân hướng mắt ra bên ngoài Với loại quỷ tinh danh này Thì phải vậy mới có thể tiêu diệt được nó Mới chụp được nó ra Nó không tạm vào nhà được đâu Tấm vải đỏ này che chắn cho con bé Khi nào tấm vải còn che mặt che đầu Thì nó không nhìn thấy con bé đâu Bây giờ mọi người như đã hiểu Ông thầy Tân nói xong Thì ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng Ông cụ lương thắp nhang xong quay lại Thì này là... Thầy gật gật đầu đứng chắp tay hướng về ban thầy gọi ra tên tiền tổ thổ công thổ địa giá ngự về đuổi con quỷ thầy hô con quỷ lệ tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh con chỉ là thầy cúng mạo muội xin ghế thánh anh linh giá ngự mà giúp con bé qua khỏi cái tài cây kiếp xong thầy quỷ lạy thành kính thật sâu ở bên ngoài sân sau khi con quỷ xuất ra thì nó cũng hiểu là mình bị lừa Những thứ đồ thầy Tân gửi cho nó là thật Thế nhưng riêng con hình nhân bằng giấy kia Thì nó cho cùng cũng chỉ là con hình nhân bằng giấy Làm sao lại có thể thay thế được con Lan Không thể nào thay thế được Linh hồn của một đứa con gái sống sờ sờ Con quỷ nhận lễ xong Thì gào lên điên cuồng giận dữ Nó nhìn chòng chọc vào ngôi nhà Bằng ánh mắt hung tợn nó đảo mắt tìm kiếm một lượt Thế nhưng chẳng thể thấy bóng dáng của con Lan Tiếng khấn của ông thầy Tân Vẫn cứ vang lên ầm ầm Thằng Long cầm gương bát quái hướng ra bên ngoài Cảm thấy có luồng hơi lạnh ùa về phía thân thể Rồi sau đó áp lực truyền tới Thằng Long không biết Ngay lúc này con quỷ đang điên cuồng la vào nhà Chỉ là bị sức mạnh của gương bát quái trên tay hất ra con quỷ đứng ở giữa sân mà rít lên cơn gió xoáy kỳ lạ kia cuốn đống tàn tro xoay tít thò lò ở bên trong nhà con lan đang nằm im thiên thít bỗng nhiên rung lên từng chập ông thầy tân vừa khấn xong thấy con lan có động tĩnh thì ngoảnh đầu nhìn nó mọi người hoang mang con quỷ đứng ngoài sân đôi mắt long sòng sọc thì bất chợt nó tỏ ra hốt hoảng nó như sợ hãi điều gì rồi lập tức nhấp nhà nhấp nháy Hóa thành một cơn gió Biến đi mất dạng Gió xoáy từ từ nhẹ dần Nhẹ dần rồi biến mất Ông thầy tân quan sát con lan một lượt Đảo mắt nhìn ra sân Chỗ con quỷ vừa rời đi Ông khẽ run dậy Bởi vì trước mắt thầy Đi vào cổng lúc này là ba bốn cái bóng mờ chả biết là ai trông giả nô lại hao hao giống ông lương chú luân thậm chí ông thầy tân còn nhìn thấy một bà cụ lưng còng mó mém ấy chính là cụ bà của con lan là người hiện diện trong tấm di ảnh ngay trên bàn thờ thầy chắp tay nhìn ra bên ngoài thầy lẩm bẩm cầu khấn lạy cậu lạy các cụ các cụ phải cứu cháu nó mọi người không ai hiểu là chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nghe thấy thầy tân nói vậy thì cũng chẳng cần ai bảo họ nhất loạt hướng ra bên ngoài mà chắp tay mỗi một người đều lầm rầm lầm rầm thầy tân bảo thằng long thu lại cái gương bát quái thầy đứng chân chân nhìn những cái bóng từ từ đi vào trong vuốt ve con lan còn đang nằm ở dưới đất thầy khẽ mỉm cười cuối cùng thì những lời kêu khấn của thầy cũng có kết quả Thầy không nói nữa Thầy đi ra ngoài hít sâu một hơi Ngay trong khoảnh khắc thầy khựng lại Từ bên trong nhà có tiếng của con bé Lan nói khe khẽ Sơn tinh công chúa Lai loan Ngự về Mọi người đang xem xét tình hình nghe con Lan bỗng dưng nói như vậy Thì giật mình nhìn nhau Ở bên ngoài hiên thầy tân đang đờ ra như khúc cỗ thầy trợn mắt thầy cảm thấy ngạc nhiên không chỉ vì con lan đột nhiên tỉnh lại mà phải nói là vô cùng kinh ngạc là vì ngay trước mắt thầy là xuất hiện một người phụ nữ trẻ khoác trên mình một bộ quần áo dài màu xanh lá cây theo lối cổ xưa nhìn người phụ nữ đẹp lắm thần thái cao cao tại thượng nét mặt và ánh mắt hiền từ nhưng uy nghiêm thầy lập tức quỳ mọp xuống thầy kính cẩn thậm chí còn không dám nhìn thẳng cũng cũng nghe cũng nghe cô đối thượng ngàn giá ngự, tấu lạy cô thầy tân nói xong cơ thể của thầy run lên từng chập mặc dù thầy chỉ là thầy cúng bình thường trong dân gian thế nhưng ít nhiều thầy cũng có kiến thức về đạo mẫu tứ phục. thầy kinh ngạc thầy quả thực không thể tưởng tượng được một ngày tận mắt diện kiến người phụ nữ này thầy cũng không ngờ rằng những lời thầy cầu khấn vừa rồi lại thành thật người phụ nữ đang đứng ở trên sân trước mắt thầy chính là sơn tinh công chúa cô đôi thượng ngàn một trong tứ phủ thánh cô anh linh tài phép của đạo mẫu Mọi người ở bên trong nhà nghe thấy thầy Tân nói cái gì mà cô đôi thì cũng chỉ biết trợn tròn mắt. Chẳng ai có thể nhìn thấy được bóng hình của cô ngoài thầy Tân. Còn Lan bây giờ thì cứ lầm bà lầm bầm. Nó bị tấm lụa đỏ của thầy trùm lên đầu kín mặt, chẳng biết đã tỉnh hay chưa. Thế nhưng mà tự dưng, nó nói lên tha lên thiên, nói như hát. con lan đoạn cười khúc kha khúc khích cô thu ngồi bên cạnh nghe thấy nó hát thì mới nói thế này là chị dung cũng nhíu mày con bé này đúng là người mang căn số căn cô đôi thượng ngàn đấy ai nấy gật gù nhìn hình bóng cô đôi đứng bên ngoài mấy cái bóng đen là linh hồn của gia tiên nhà con lan trông thấy cô cũng chắp tay cúi đầu kính cẩn cô đôi mỉm cười hiền hậu rồi cô chỉ tay về phía con lan khẽ lay động theo cơn gió nhẹ mà bay tuốt đi về bờ sông nơi ấy có đền thờ của quan lớn tuần tranh ông thầy tân cúi đầu cảm nhận như có điều gì đó lúc ngẩng lên nhìn thì cô đã đi mất thầy ngạc nhiên đảo mắt Đúng lúc ấy có tiếng của con Lan thều thào Đưa con ra đền quan Con muốn ra đền quan Thầy Tân ngoái đầu nhìn lại Con Lan đã tỉnh Nó ngồi bật dậy đưa tay lột tấm lụa đỏ Cả nhà đang bu lại Thấy nó bất chợt ngồi lên Thì giật mình đánh thót Con Lan ngồi dậy Mở to đôi mắt Nước mắt ràn rụa. Nó chỉ tay ra bên ngoài Cho con ra đền quan ngay Cô đang đợi con ở đây Mọi người mừng rỡ Cô Thu Cái hằng ôm chầm lấy nó mà hỏi nấy hỏi đẻ Mày tỉnh rồi à Lan Lan Con ơi mẹ ở đây Con nhớ được gì không Gia đình qua làm gì à con Mọi người cũng súng xít Ông cụ Lương Bà cụ Thoa Chú Luân Thằng Long Anh Hùng Chị Dung Mỗi người một tay Nhào nhào lên hỏi Làm cho nó không khí ẩm mỹ Chỉ là con Lan Vẻ mặt ngây ngốc nó ngồi giữa nhà mà khóc lóc Chứ cũng không trả lời ai Nó dường như chưa tỉnh Nó cứ chỉ tay ra bờ sông Cho con ra đền quan đi Con muốn ra đền quan Mọi người hỏi chán chê mà con Lan không đáp Ai nấy đều nhíu mày khó hiểu Thầy Tân ở bên ngoài đi vào kiểm tra một lượt Đoạn nói Nó chưa tỉnh đâu Thậm chí nó còn hỗn loạn lắm Thôi cứ chịu theo ý nó Nó như vậy ắt là có cái nguyên do đấy À, cứ đưa nó ra đền quan xem thầy nói xong quay sang nhìn những cái bóng mờ bên cạnh mà lẩm bẩm như nói chuyện chào hỏi ông cụ lương cũng gật gù chắp tay về phía ban thờ vái ba vái nó tỉnh là được rồi đuổi được con quỷ là tốt rồi thôi thì đừng nó ra đền quan xem đừng nó ra đền quan xem nào cả nhà đồng ý nhưng thầy thân nói Đúng ra bây giờ là phải đưa con Lan ra đền quan Nhưng mà phải hết sức cẩn thận Thể trạng nó đang suy nhược Thần trí thì hỗn loạn Cứ để nó như vậy Có khi thành mồi nhử, Dễ bị tả ma nó nhập đấy Còn quỷ Tôi có cảm giác như nó chưa buông tha cho con Lan đâu Nó vẫn đang rình rập Chờ trực ốp con bé đấy Mọi người nhìn nhau Chú Luân mới nói Thầy ơi Thế thì phải làm sao hả thầy Thầy Tân gật gù suy nghĩ một lượt Rồi quay sang anh Hùng Xe ô tô này là của chú hả Hãy lùi thẳng vào bậc cửa được không Anh Hùng dạ vâng Lập tức đánh xe lùi sát vào bậc thềm Thầy Tân trùm tấm lụa đỏ lúc nãy lên đầu con Lan Con Lan đang nói lên mồm Bị thầy Tân trùm chăn Thì u ớ định đưa tay kéo xuống thầy giữ tay lo lại một luồng điện lóe lên một cái thầy lấy một đồng tiền xu sâu chỉ đỏ treo lên trên cổ của nó đoạn thầy nói đưa con bé ra xe đi hai người bên cạnh giữ tay để cho nó kéo cái chăn trộm xuống tờ giày đến lúc vào đền quan à, khi nào cái khăn lụa trùm đầu này bỏ ra thì con quỷ không nhìn được nó đâu ai nấy gật đầu rồi chú luân thằng long là hai người chịu trách nhiệm hộ tống ở hai bên dắt con lan lên xe ô tô thầy tân ngồi ở ghế trước ba bố con ngồi ở ghế sau những người còn lại thì đèo nhau bằng xe máy nối đuôi nhau thành một đoàn đi ra cổng chiếc xe ô tô phi lên bờ đê thầy tân chỉ đường cho anh hùng lái mà lúc nào cũng có cảm giác như là có kẻ nào đó đang dõi theo xe của mình còn làn lúc này mồm nói liên thoáng Lúc thì xưng con Lúc thì xưng cô Loạn xạ Cứ như là đang nói chuyện với ai Con Hằng đi xe máy Chở chị Dung Đấy, đền, đền quan kia kìa Ờ, à, có khi tí nữa Mời anh chị qua bên nhà em chơi Được không Con dốc bờ đê kia kìa Chỗ đấy là nhà em đấy Bây giờ được xây bậc đi xuống rồi Hồi trước em với con Lan đi học Bị ngã xe ở đấy đấy Con Hằng nói đến đây thì nhớ đến cái lần Tránh cái ô tô bị chết hụt Mà cười khúc khích Đoàn xe tới nơi trên bờ đê lúc này Xe pháo đã đỗ chật cứng cả Bên dưới là đèn lố nhố người ra người vào Không biết hôm nay ở ngoài đèn Có cái việc gì Thế nhưng thầy Tân mở cửa xe Thì nghe thấy bên trong ấy Có tiếng nhạc thánh thót Rộn rã con Hằng và chị Dung bấy giờ cũng dừng xe Chị Dung vừa nghe thấy tiếng nhạc Cùng văn đang hát Thì chị nói Đây là nhạc giá cô đôi thượng ngàn con gì Con Hằng gãi đầu tỏ ý không biết Chú Lân với thằng Long Đưa con Lan ra khỏi xe thì cũng là lúc Trên đầu của nó vẫn phủ chặt tấm khăn lụa Trông nó bây giờ không khác gì cô dâu Ở trong phim Trung Quốc Con Lan nghe được tiếng nhạc, bỗng dưng nó đưa tay lên múa, Cực điều kỳ lạ là bây giờ con Lan múa dẻo lắm, vừa múa vừa hát theo tiếng loa phát ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Con Lan vừa múa vừa hát, có mấy người đi đường qua, trông thế thế liền nói. Ô kìa, cái người này, người này sát căn rồi, tôi sát quá rồi kia kìa. Thầy Tân nhíu mày, thầy bảo chú Luân thằng Long lập tức dắt con Lan xuống dưới đền quan, tránh sự hiếu kỳ Vừa xuống đến nơi thì thấy ở trong đèn đông lắm. Có người đàn ông mặc áo xanh, vấn khăn xanh, tay cầm mấy ngọn mồi đang cháy sáng rực, nở nụ cười mà múa may, nhảy nhót. Xung quanh có rất nhiều người đang vỗ tay ngồi lắc lư theo nhịp, dường như ấy là một lễ hầu đồng. Có cả mấy người đang chơi nhạc, là một dàn cung văn đàn ca sáo nhị, rộn ràng. Chú Lân dắt tay con gái, đi vào trong đèn, Lúc ông đồng kia tung tiền ra lộc, ai nấy đồng loạt hú lên. Họ vui sướng nhào tới nhặt tiền lộc mà ghế thánh ban tặng. Con Lan vừa bước vào thì bất ngờ. Thầy đồng kia ngừng nhảy, nhìn về phía con Lan đang trùm đầu, mà chỉ tay. Ghế của cô kia rồi, ghế của cô đôi thượng ngàn đến đây rồi. Nói xong, thầy đồng cười tươi như hoa mà đưa tay lên múa mọi người nhặt lấy tiền nghe thầy nói thì ngoái lại nhìn trông thấy con lan thì có vài người không hiểu vì sao lại đưa tay lên vái cô chấm lính cô bắt đồng lại ghế cô đâu lại ghế cô ạ à. con lan cơ thể run lên bần bật mỗi lúc một mạch thầy tân ra hiệu cho bố con chú luân thả tay con lan lo lập tức lôi tuột cái khăn phủ đầu con lan bây giờ như đã mất kiểm soát nó nghe tiếng nhạc rộn ràng nó đưa tay lên múa nó múa dẻo lắm cả nhà nó lẫn con hằng chưa bao giờ thấy con lan múa như vậy cả nó vừa múa như vô thức không còn để ý đến điều gì mà đưa chân bước vào bên trong điện tiếng nhạc văn giá hầu có đôi thượng ngàn vang lên thánh thót làm cho ai nấy trong buổi lễ vô cùng hân hoan

không theo hầu đậu mẫu thế nhưng mà thừa nhận là 36 giá hầu đồng thì Giá nào cái bài hát, cái bài nhạc, cái tiếng nhạc lên nó hay Nó làm cho người ta nghe cứ như kiểu như say như si đi Nghe nó đã lắm Ok, chúng ta sẽ chờ đợi tập cuối xem là con An chính thức à, Bước vào con đường tu luyện như thế nào Thế bây giờ là gọi là sát cắn lắm rồi đấy Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai